Chào các bạn nhé, video này mình sẽ giới thiệu với các bạn bức tranh thêu chữ thập cửu ngư quần tụ của hãng tranh Lavender các bạn nhé. Mã tranh là LV3127, kích thước là 125 x 61 cm. 125 này là chiều ngang của tranh nhé, 61 này là chiều cao nhé. Mình mở tranh cho các bạn xem nhé. Đấy, tranh rất là đẹp luôn này. Chỉ rất là tươi. Màu chỉ tươi quá. Tranh là có hai bảng chỉ các bạn nhé. Tổng là có 30 màu chỉ. Dạ các bạn, 30 màu chỉ nhá. Cái màu 30 là thấy có 2 cọng này. Người ta gài hết lên trên cái vỉ chỉ chứ không có cái chỉ rời các bạn nhé. Không có gói chỉ rời luôn. Như màu 20 này là cũng có 2 cọng này. Màu 19 cũng có 2 này, 2 ô này. Màu số 1 cũng có 2 ô các bạn này. Màu 2 cũng có 2 ô. Màu 3 cũng có 2 ô. Màu số 5 cũng có 2 ô này. Màu số 6 có 3 ô. Đấy. Màu 17 cũng có 2 ô này các bạn này. Các màu chỉ đều tươi cả. Đây ạ. Chỉ cốt tông nhé, hoặc là gọi là chỉ thường các bạn nhé. Các bạn chia thêu là 3 sợi thôi. Một cái sợi như thế này là có 6 sợi con rồi, các bạn tách đôi ra. Đây ạ. Các bạn chỉ thêu 3 sợi thôi. 3 sợi. Mỗi bên 3 sợi các bạn tách ra. Màu chỉ rất là đẹp. Một cái ni lông này. Ni lông có in hãng tranh Lavender. Một gói đá các bạn nhé. Trên gói đá này có kim này. Kim để đính cái viên đá này thôi các bạn nhé. Còn kim thêu thì người ta sẽ gài trên tranh. Trên tranh cũng có ghi hãng tranh cho các bạn nhé. LV3127 có kích thước luôn ạ. Các bạn thêu phần hoa nhé. Đây ạ. Để nhìn lấy cái tranh này. Mình cần thêu phần hoa này. Cái nền này là mình không thêu các bạn nhé. Tất cả phần nền là không thêu. Đấy.
Tất cả phần hoa này là mình đều thêu này. Đấy. Phần hoa này mình thêu này, phần nền này là mình không thêu. Khi mình giặt, mình thêu hết xong rồi mình giặt nhá, thì cái phần này nó vẫn giữ nguyên các bạn nhé. Cái phần này cũng không thêu nhé. Đây mình thêu hết cả cá này. Mình thêu hết cá này, nền không thêu này. Cái phần cây nhỏ nhỏ này các bạn cũng không thêu nhé. Mình thêu các hình con cá thôi. Cái phần hoa này cũng không thêu ạ. Phần nền này không thêu. Mình thêu đây ạ. Cái chữ này các bạn cũng không thêu nhé. Chữ và nền này là không thêu. Hoa là mình thêu này. Tranh rất là sắc nét luôn ạ. Các bạn nhìn các cái bông hoa rất là đẹp. Sắc nét đẹp. Các bạn thêu chỉ 3 sợi nhé. Mình zoom lên cho các bạn xem này. Ký hiệu rất là dễ nhìn. Các cái phần... phần chữ cái ký hiệu tròn này là các bạn đính cái viên này vào. Ký hiệu dễ nhìn lắm ạ. Có kim gảy nét tranh này các bạn nhé, hai kim ạ. Khi mình gửi thì mình sẽ tặng thêm kim và kéo nữa, kéo bấm chỉ. Đây là bảng màu chỉ này. Từ số 1 cho đến số 31 này là màu 30 này là màu đá, 31 là màu đá cái viên hoa hoa. Tổng là 31 màu các bạn nhé. Còn cái cột giữa này là ký hiệu ở trên tranh. Mình cứ trên tranh ký hiệu như nào thì mình gióng sang cái cột giữa này. Mình tìm giống thì mình so sang đây, mình lấy màu đá mình đính vào nhé. Ví dụ như là các cái ô vàng như thế này này. Thì các bạn nhìn xem là có ký hiệu này. Đây ạ, ô vàng đấy ạ. Là màu số 1 thì các bạn đính màu số 1 vào nhé. Bạn thêu màu số 1 vào nhé. Cái dấu nhân như thế này để các bạn nhìn đây này. Dấu nhân này là số 9 thì các bạn thêu màu số 9 vào. Đây ký hiệu sọc sọc như thế này. Đây ạ. Thì các bạn thêu màu 11 vào nhé. Rất là đơn giản. Trên này cũng thế, với cái hình tam giác màu xanh xanh như thế này đây ạ. Một bên là màu hồng, một bên màu xanh này. Thì mình thêu màu 22 vào. Tranh rất là dễ nhìn, dễ thêu. Con cá này rất sắc nét.
Phần này mình không phải thêu ạ, nền không phải thêu. Các bạn nào mà cần tư vấn hay hỏi vấn đề gì thì cứ nhắn qua Zalo cho mình nhé. Đây ạ. Còn đây là Facebook của mình. Đây là trang Shopee. Bạn nào có thể có dùng Shopee thì có thể qua Shopee đặt nhé. Tranh đình đá Hà Nội. Viết liền chữ thường ạ. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ shop, đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới của mình nhé. Mình sẽ lên mẫu liên tục để cho các bạn xem. Rất là nhiều mẫu ạ. Mấy nghìn mẫu cơ. Nên là các bạn vào xem ủng hộ mình nhé. Đăng ký kênh và bấm chuông ạ, để nhận những video ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo ạ.